Bóc đây, hôm nay anh Kiệt sẽ bóc một gói quà là bố mua cho nha. Đó là cái kiếm cà rốt. Ô, cái kiếm cà rốt to thế. Ôi, ôi giật mình đấy nhờ. Ôi sợ đấy nhờ. Ôi kiếm mà bố tưởng quả cà rốt nó bé mà quả cà rốt nó to thế này cơ à. Ôi dồi ôi, này màu trắng này, mua từ xuất phát từ bên Trung Quốc nha, Trung Quốc. Con. Xem còn cái gì nữa không? Cái này là cái gì? À. À thế à? Thế nó không có ra được không? Thử xem à. À phải bật lên. Ôi giời đấy, thanh kiếm. À, hôm nào đi biển thì mang đi biển ra biển chứ. Hả? Hôm nào mang đi ra biển chứ con? Mang cái nào? Cái đấy. Cái này á? Ừ. Ôi, nước bắn hết mà. À đây à, thế thôi nghịch ở nhà thôi nhỉ. Củ cà rốt đỏ có vẻ đẹp hơn củ cà rốt trắng nhỉ. Ôi giời, kinh quá nhờ. Ôi giời, đây nhá. Các bạn nhá, giới thiệu các bạn này. Bắt đầu mình chém phát thử xem nào. Đây này, từ từ. Đấy, kinh khủng kia. Kiếm rút ra kinh khủng kia. Bố tưởng ngắn à. Ờ, bố tưởng ngắn à. Đấy, rất là kinh. Ôi giời ơi, thiếp thật đấy. Đấy. Ai. Kinh quá, nó vào tai bố. Đấy. Kinh nhục xu hệ sản phẩm đấy nha các bạn nhé. Đấy. Một kinh nhục đấy. Rất là kinh. Ôi, rất là kinh dị. Ôi ok, đã xong. Nóng ạ. Nóng ai đây đấy. Đừng đập vào gương nhá, đập vào nó vỡ đấy các bạn. Nhìn này đấy, hai cái mắt thêm chu nhỏ trắng. Nữa ừ.